câu chuyện đặt hàng online rồi nhận hàng thật không như hình đã không còn xa lạ gì nữa. Từ quần áo, giày dép cho đến túi xách, mỹ phẩm. Và thế hệ đây nhất lại là tai nạn mua online liên quan đến đồ ăn. Chuyện được nhân vật có pha Facebook mờ nờ chia sẻ trên diễn đàn Đông Thành Viên. Theo như lời kể của nhân vật chính thì vì đói bụng nên đặt cơm gà để ăn. Nhìn suất cơm trên hình khá là thú vị nhưng khi thu được thì phiên bản thân tết lặng gì chỉ thấy dõng dẹn một miếng cánh, chiếc cổ gà cùng cơm trắng, dăm ba miếng dưa chuột. Cô gái bức xúc than thở, tự nhiên mua hộp cơm gà 35.000 mà buồn các bác a. Cơm trắng thì thôi đi còn cho đúng một cái cánh với phần cổ gà kính thưa các loại xương luôn. Theo các bác ở Sài Gòn, đĩa cơm này là rẻ hay đắt a? Bài viết này đã thu được dạy dột 7.000 lượt like và hàng nghìn lượt bình luận của cư dân mạng. Ảnh chụp màn hình. Ngay sau khi đăng tải, suất cơm gà của cô gái này đã thú vị gần 7.000 lượt like cùng hàng trăm lượt bình luận của cư dân mạng. Cư dân mạng chia làm hai phe, người thì cho rằng suất cơm này với rét 35.000 là quá đắt, người lại cho rằng với rét cả ở thành phố lớn thì như vậy là còn rẻ. Thành viên huyện Hờ Giết, khiếp khủng, cơm gà mà gà luộc, toàn xương thế này thì ăn kiểu gì không biết. Bán hàng chẳng có tâm chút nào. Thôi từ nay chừa, đừng mua online nữa. Chắc quán dế dẫn thôi, Sài Gòn đầy quán rẻ. Cơm 35.000 mà như thế này thì những người làm công nhân như mình sống sao? Lương có 6 triệu tháng, mỗi bữa 15-20.000 ăn thôi à. Nói không phải chứ cơm công nhân 15.000 của mình còn ngon và đủ chất hơn. Nhìn cơm thế kia không nuốt nổi, chưa thể toàn xương thì ăn gì. Người chơi huyện tờ nhận xét. Tuy vậy, tài khoản mờ tờ thì cho rằng, thế là rẻ đó các người chơi à, mình ở Hà Nội có một chi hai con cá đại dương loại nhỏ và hai miếng đậu phụ sốt cà chua. Lúc đứng lên bà chủ thu 25.000 các người chơi à. Cơm gà thì có cơm trắng và gà thế còn đòi gì nữa. Gà có nhiều loại gà, chắc đây là gà ta nên đắt thôi. Các cụ còn có câu nhất phao câu, nhị cổ cánh mà, nết nam e tờ. Tờ viết. Số còn lại không quên khoa những suất cơm gần giống hoặc rẻ hơn rất nhiều so với rét 35.000 mà vẫn vừa đủ chất và ngon miệng. Suất sơm Hà Nội chỉ 25.000 đây. Ảnh, huyện L. Cơm ở Gò Vấp 35.000 đã tính cả tiền ship. Ảnh, đờ. Suất này 40.000 ăn bao no. Mình ăn khoảng mà còn không hết, hôm đó nô khuyến mãi nên mình phải trả có 16.000 tất cả. Ảnh, đờ. Ví dụ cho mô tờ suất cơm 20.000 ở chỗ mưa nhờ. Mua nợ tha nhờ cơm gà thì y mua y gà, nhưng mưa nhờ chi thi chờ ăn gà ở quê nhà mưa nhờ nuôi thôi, gà ở tha nhờ phô lơ nờ mưa nhờ kém mờ. Co nợ trong xa y go nợ mà suất cơm gà thế kia thì mưa nhờ không bi tờ, nhưng như nợ su tờ cơm 35.000 kia mình cô nợ y cha nợ. Ảnh, huyện tờ. Vậy còn người chơi nghĩ sao về suất cơm gà 35.000 nói trên?